Cái dù hạt cơm khó nhưng lòng ngày ngày ấm áp, một giọt canh chua rớt đầy tình nhà khó. Cùng với sự có mặt của các vị khách quý đã liên tục bước lên sân khấu để đăng ký với ban tổ chức chúng tôi với những lời ca tiếng hát. Đó là những sáng tác vô cùng nổi tiếng của nhiều nhạc sĩ đã dày công viết và sáng tác ra để nói về tình yêu tuổi trẻ và ngày hạnh phúc lứa đôi. Thì hôm nay tất cả quý vị chúng ta là những người sẽ thể hiện thành công nhất với những ca khúc đó. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hồn trưởng thân mến, đúng là chim khôn thì ăn trái nhạn lòng, mà gái khôn hãy nhớ chọn chồng cao to, không cần suy nghĩ đắn đo, lấy tay xây dựng đúng ấm no cuộc đời, để rồi tương lai hai bạn sáng ngời, đạo loan hai tiếng chọn đời thủy chung. Giấc mơ và điều ước của cô dâu cháu rể đã chính thức thành hiện thực. Thì ngay sau đây chúng tôi muốn mời đôi tân hôn chúng ta sẽ nắm tay nhau đứng lên. Trước khi chúng ta đến với những nghi lễ tình yêu thì chúng ta phải lắng nghe những lời phát biểu, những lời căn dặn của các bậc cao niên đến người cao tuổi đại diện cho gia đình hai bên. Sau đây xin được trân trọng kính mời bước lên sân khấu một vị đại diện cho gia đình nhà gái và một vị đại diện cho gia đình nhà trai. Hai bác đại diện cho hai gia đình sẽ về với sân khấu để nói vài lời phát biểu sau dâu nhận dâu, nói những lời phát biểu tâm tư tình cảm trong ngày vui hạnh phúc của hai con. Trân trọng kính mời vị đại diện của hai gia đình ạ. Một vị đại diện gia đình nhà gái và một vị đại diện gia đình nhà trai. Hai bác sẽ về với sân khấu để nói những lời phát biểu sau dâu và nhận dâu. Những lời phát biểu cảm ơn sẽ chia sẻ tới cho cuộc sống và đường đời của hai con Quang Đảo và Thanh Loan. Xin mời hai con chúng ta sẽ đứng lên để lắng nghe những lời tâm tư, những tình cảm của các bậc sinh thành, là những người đi trước trong ngày vui hôm nay. Một cái bắt tay đầu tiên rất là nhẹ nhàng của hai bác cao tuổi của hai gia đình luôn kết nối những tình cảm rất là đặc biệt. Đó là một cái bắt tay vô cùng thắm thiết của những người cao tuổi trong ngày hôm nay. Còn sau đây toàn thể hôn trường chúng ta đến với lời phát biểu của vị đại diện gia đình nhà gái sẽ là người phát biểu trước trong ngày vui. Trân trọng kính mời. Vâng, xin kính thưa toàn thể hôn trường, thì hôm nay tôi thay mặt cho gia đình họ nhà gái thì có lời phát biểu trước hôn trường. Thì kính thưa toàn thể hôn trường, thì cháu Đào và cháu Loan, thì trước tiên thì thay lời cho gia đình họ nhà gái là xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình họ trai, thì đã nhiệt tình đón tiếp gia đình họ nhà gái, xin trân trọng cảm ơn. Thì
kính thưa toàn thể huấn trường, thì đến giờ phút này thì cũng báo cáo với toàn thể huấn trường cháu Đạo và cháu Loan, thì trong một thời dành giam là tìm hiểu thì đến nay đã chín mùi, thì đã đến đến lễ thành hôn, thì được sự cho phép của chính quyền địa phương và nhất trí của hai gia đình, thì ngày hôm nay là ngày 25 tháng chạp năm Mậu Tuất 2018 tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì thay mặt cho gia đình họ nhà gái xin đến giờ phút này là cháu Loan là họ nhà gái là giao dâu cho gia đình họ nhà trai là cháu Loan là về nhà ông Duẩn, thì cũng là mong rằng là cháu Loan mới cũng báo cáo với ông trường thì cháu Loan là chúng tôi á thì cũng mới lớn lên về trải qua cái cuộc sống cũng bắt đầu là chưa trải qua nhiều, mà đến nay là giao công việc trọng trách cho cháu là rất lớn. Thì trong cuộc đời thì có gì thì cháu chưa hiểu thì mong gia đình họ nhà trai thì giúp đỡ và động viên cháu để cháu trưởng thành và chính thức là con dâu của nhà ông Duẩn và chính thức là con dâu của họ nhà của họ Lê. Thì cuối cùng thay mặt cho gia đình họ nhà gái, năm mới sắp đến thì xin kính chúc các ông bà rồi gia đình họ nhà trai về toàn thể huấn trường lời chúc mừng sức khỏe hạnh phúc và chúc năm mới dành nhiều thắng lợi mới. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện gia đình nhà gái. Rất là nhiều đã căn dặn cầu như chúc phúc và trao nhận cô dâu xinh đẹp về với gia đình nhà trai. Còn sau đây để đáp lời gia đình nhà gái thì chúng ta lại tiếp tục đến với những lời phát biểu rất là ý nghĩa nữa của vị đại diện gia đình nhà trai đón nhận cô dâu xinh đẹp, và sau đó sẽ nói lời cảm ơn tới quý toàn thể hôn trường về ngày hôm nay. Trân trọng kính mời bác. Xin kính thưa các cụ bậc cao niên, các quý khách gần xa, các ông các bà, các bạn thanh thiếu niên, thì qua một thời gian hai cháu tìm hiểu nhau và đến hôm nay đã chín muồi và thống nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm. Đúng là quê hương là cùng Huế Ngọt, hai cháu cùng một quê hương đồng chiến trùng, quen biết hiểu biết nhau và hiện nay là cùng công tác ở gần một nơi. Thì hôm nay thống nhất của hai cháu, hai gia đình, chính quyền địa phương thì hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, thì xin thay mặt phía nhà họ trai xin cảm ơn và cảm ơn thật nhiều sự nhiệt tình có mặt trong cái buổi dự liên hoan của hai cháu hôm nay, tức là về phía họ gái cùng những toàn thể huấn trường. Kính thưa toàn thể huấn trường, thì tình yêu đến với cháu là một tình yêu tự nguyện không ràng buộc. Hai cháu đã thống nhất xây dựng hạnh phúc trăm năm và hôm nay là chính thức tổ chức lễ thành hôn. Về phía nhà gái giao dâu cho nhà, về phía nhà họ trai thì tôi xin đại diện cho gia đình về phía nhà họ gái và họ trai xin nhận một đứa con dâu. Tất cả gia đình ông Nhân có thêm một người dâu, dòng tộc cũng như quê hương thêm một người con. Kính thưa toàn thể huấn trường, đến hôm nay mà nói thì về phía nhà gái đã giao dâu cho về phía trai, thì huấn trường thống nhất cùng nhau, tức là hai bên nhà ông nhà về gái và bên nhà trai là nói trên không gian mà không tất cả hai gia đình cùng nhau giúp đỡ xây dựng hai cháu trưởng thành và hạnh phúc trăm năm.
cũng là cuối cùng năm môn tuất sắp qua và năm Kỷ Hợi sắp tới thì xin thay mặt cho toàn thể huấn trường và nhất là thấy không chúc huấn trường năm mới mạnh khỏe hạnh phúc làm gì món nào đúng không. Xin được chân thành cảm ơn hai bác rất là nhiều. Hai bác đã có mấy điều để dặn dò các